Hello, chào mừng anh em đã đến với San Sale và đánh giá. Mình là Đại Công Nghệ. Mình đã có chiếc iPhone 14 Pro Max ở đây anh em ạ. Chơi game chắc là ngon lắm đúng không? Cùng test luôn nhá. Đây là chiếc iPhone 14 Pro Max mà mình mượn được của Mobile City anh em ạ. Camera có vẻ giống màu xanh nhưng mà thực ra đây là cái màu mắm tôm. Đầu tiên về ngoại hình thì mình thấy là nó to quá, cầm khó cầm, khi mà chơi game chắc chắn là nặng thôi rồi luôn. Đây là cái thông số phần mềm của máy thì chúng ta sẽ có là tên là iPhone 14 Pro Max nhá. Đấy, anh em đừng tưởng là tôi đùa, iPhone 14 Pro Max thật đấy. Phiên bản iOS 16.0.1, 256GB bộ nhớ trong luôn. Hôm nay thì mình sẽ test game Genshin Impact cũng như Liên Quân Mobile. Cái máy này thì được mang tiếng là mạnh thì mạnh đấy, nhưng mà rất là nóng luôn anh em ạ. Biết như thế nên là mình đã có ở đây một con sò tản nhiệt có hút 500 luôn. Đây sẽ là con X12 Pro Max, anh em thấy đây. Lúc này thì dung lượng pin còn 46%, mình kết nối wifi, độ sáng để lên tầm 90 nhá. Mình không quen chơi 100 lắm. Đồ họa của Liên Quân thì đương nhiên là mắc hết. Thiết lập cao hết. Ok. Đẹp chưa anh em? Một tội nặng quá anh em ạ. Mình sẽ chấm điểm con này tầm 5 điểm cho cái độ gọi là cầm luôn. Rất là nặng với lại cấn tay luôn. Anh em ơi, bởi vì con này là iOS 16.0.1 nên là nó sẽ không có thể đo được bằng mơ đâu. Rất là đáng tiếc luôn. Okay, nhưng mà không sao, mình sẽ cập nhật tình hình FPS bằng mắt cho anh em. Nhưng mà toàn 5960 anh em ạ. Mình đoán là với cái diện tích to như thế này thì nó tản nhiệt cũng rất là tốt. Nên là trong cái quá trình chơi Liên Quân Mobile chắc chắn là sẽ không bị giảm độ sáng đâu. Anh em cùng xem nhé. Loa trên iPhone 14 Pro Max thì thật sự rất là to luôn. To lắm. Nghe nó đã luôn. Anh em thấy búa thế nào? Và rất là buồn cười khi mà FPS tụt xuống 47 rồi. Chắc đây là game lỗi thôi. Đây này, anh em thấy không? Vừa FPS bị tụt xuống 47, mình nghĩ là có một thời khắc là nó bị tụt xuống 47. Mình sẽ zoom to ra. Kiểu này hỏng rồi. Ba mấy 40 triệu chơi giật xuống 47 FPS. Có chết được không chứ? Và anh em có thắc mắc là liệu có bấm được thông tin tướng không thì vẫn bấm được bình thường, nó sẽ không mất. Tu 47 úi rồi. Hỏng rồi. Và con iPhone 14 Pro Max này chơi game quá là lag luôn anh em ạ. 40 triệu mà chơi game Liên Quân cũng lag cũng giật. Không hiểu sao anh em ạ. Tụt toàn xuống 30-40. Úi rồi, chết rồi. Hỏng rồi. Đây tụt xuống toàn 4x 5x rồi. Chắc có lỗi gì đấy chứ. 40 củ sao lại. Công nhận vậy, thế là mình cũng không có sai, không bị giảm sáng màn hình nhưng mà lại bị tụt FPS. Anh em thấy không? Top 1 từ trên. Ô hay nhỉ, ông này hay này. Lúc này ông này tinh thần được rất là tốt. Vẫn chưa bị giảm độ sáng em nhá, khá là ngon đấy. Đây tụt đây anh em ơi, xuống 56 này, đấy giật được. Hỏng rồi, chơi. Ý giời, thế nào? Đây, em thấy mình kéo giỏi không? Lại biếu mại cho mấy ông kia rồi, mua tôi là FPS vẫn đang bị drop nhá. Trời lát thế này, trời ơi, 54 này. Liên Quân lát thế, tí nữa chơi Genshin, thế nào đây? Cố lên. Wow. Quá tuyệt vời, anh em thấy không? Like này, một like cũng không à? Mình đánh hay thế, like mình nhỉ. Hôm nay tiền nó mỗi tụt là FPS like tụt rồi, mình đang thấy sự cộng lag khá là nhiều. Đấy chỉ được 57 58 này. Ôi giời chết rồi, không thể chạy. Ê, chết rồi. Giờ ta này. Mình ở đấy thì không cứu đi. Mình đi rồi, ông ấy chạy ra cống mạng làm gì không biết. Rồi, tụt xuống 56, 55 này lát chưa? Ôi, ngủ quá, anh em ơi. Chạy vào chứ. Anh thế hỏng rồi. Chạy đi, trời ơi, còn đứng đấy. May là ngộ không tha cho nhá, trời kém. Đấy, chạy chơi à? Đấy, đứng giữa đây, ông này. Mất đứng giữa rồi. Đi đâu đấy? Ôi trời ơi, trời tưởng nào đâu mà chết này thì ông không có tinh thần đồng đội gì cả. Trời mẹ, cái con này khỏe thế, cắn người mình gắn chết luôn. Anh em phải chơi với cái đầu lạnh, cứ lao vào nó thế thì nó chết thôi. Ok, với sự thể hiện này thì mình sẽ đứng ở vị trí thứ mấy đây? 5.3 là đứng từ thứ 2 từ dưới lên trên. Anh nhìn được mặt trước chỉ là 37.6 anh em ạ. Khung viền là 38.7. Bây giờ chúng ta cùng đến với Genshin Impact luôn anh em nhé. Máy mát mà. Có khi sang Genshin Impact chơi lại ngon sao, biết đâu được. Ôi trời, lag thế nhỉ? Ui dồi,
iPhone nào vào cũng kiểu kỳ cựu thế. Đầu tiên chúng ta chọn luôn là cực cao và 60 nhá. Tí nữa mình sẽ gắn sò sau 60 này. Hiệu ứng mờ chuyển động rất cao này. Hiệu quả hậu kỳ được cho xuống cao nhá. Đây, siêu mượt tí nhỉ. Úi dồi. Đấy, quá mượt anh em ạ. Mình đo nhiệt độ mặt trước lúc mới vào chơi Genshin. Úi dồi. Nhưng mà vẫn hơi khựng khựng tí anh em ạ. Xem nào. Lúc này thì lại mượt này. Nó đã mượt thì mượt thôi rồi luôn. Úi dồi. Anh em thấy không? Úi dồi. Úi dồi. Ôi giời, còn lại đánh à? Này thì đánh rồi. Mình vẫn thấy cái độ kiểu nó bị khựng đan xen với cái độ mượt này anh em ạ. Nên nó không được mượt hoàn toàn đâu. Thật sự nếu mà mượt ấy, thì nó ăn đứt mấy máy Android. Mình phải nói là đây là kiểu animation trong game ấy. Kiểu ví dụ như thế này này. Úi giời, nó sướng, nó mượt. Úi giời, nó đau chưa? Ô, giảm độ sáng rồi, hoan hô. Cuối cùng thì máy đã bị giảm độ sáng. Sau khoảng 6 phút thì máy sẽ bị giảm độ sáng. Nó sẽ dừng độ sáng ở mức 80 anh em ạ. Cứ để 90 nhá, xem chơi một lúc nữa xem nó có tự động nó tăng lên không. Tính ra là đã chơi game được 30 phút rồi. Cộng thêm 5 phút lúc nãy nữa. Hai con quái ở đây khá là khỏe đấy anh em. Anh em tự tin thì cứ ra đây thử nghiệm nhá, xem máy có khỏe không. Thường thì điện thoại mình chạy ra đây là nó sẽ bị lag. Thế xịt à? Chạy chạy chạy, đang bị đấm thắt nữa. Úi giời, chết rồi. Không né được. À. Máy nóng lắm anh em ạ. Úi giời, chết rồi. Quay quay quay. Úi giời, ôi anh chết rồi. Đấy, lại bay lên cao. Úi giời, lại vồ vả thế bắt nữa. Ê, cứ ulti. Úi giời, không kịp rồi. Quay xuống ulti là có thể kháng được mà. Đó, dùng ulti thì sẽ tránh né được mấy con này. Ui, máy nóng quá anh em ơi. Nhưng mà chơi vẫn rất ổn nhá. FPS chưa bị lốc đâu. Nếu mà anh em chịu được lắp thêm cái sò nữa thì chơi trên iPhone lựa chọn tốt nhất luôn. Kiếm được cái con máy nó tầm 40 củ ấy. Có 40 củ rồi anh em ạ. Gấp đôi con Red Magic 7S thôi. Và anh em sẽ có một chiếc gaming phone khi mà gắn quạt ngon. Với tội là vẫn không có trigger nhá. Ok, để xem sau 10 phút thì nhiệt độ mặt trước lên bao nhiêu nào. Mặt trước chỉ là gần 42 độ thôi. Để mà nói một chiếc máy chơi mát như thế này, sau 10 phút Genshin Impact chỉ lên 42 độ mặt trước. Apple làm quá tốt. Với Genshin Impact thì mình thật sự cũng không có chơi trách gì nhiều. Tuy nhiên là những cái hoạt động ví dụ là lia như thế này thì đôi khi nó vẫn bị khựng nhẹ một chút. Quá là mượt mà luôn. Trời ơi. Thật sự như thế này là nó đã làm tốt hơn con iPhone 14 Pro rất là nhiều. Nhưng mà vừa xong bị khựng nhá. Vâng, định khen cái là lại khựng. Đấy, thế em hiểu. Này mà gắn sò cái chơi thì gọi là tuyệt vời luôn, đúng không anh em? Con này mình đánh vài chiêu là chết. Đấy, đánh đi. Úi dồi, đau phết anh em ơi, úi dồi chết. Đau phết đấy. Cứ đứng đưa thế. Ấy dồi, đánh, người anh gần chết luôn này. Này chỉ được to sát thôi. Cứ lúc nào nó định đánh là mình đánh. Con này khỏe phết anh em, không hiểu đâu. Mình phải đánh hẳn hoi mới được. Đứng. Đây nhìn đây này. Liên quân thì mình khựng khựng anh em ơi, khựng khựng này. Lúc này cho toàn tầm 5 FPS thôi. Không được, còn không được sống vậy. Đấy, không né được à. Rồi, tầm này lag lắm rồi. Lúc này sẽ khoảng tầm 15 phút. Nhưng mà 15 phút chơi được như thế này đúng xịn luôn đấy anh em ạ. Tí nữa mình gắp sò mình sẽ chụp nó sau. Né, úi, né giỏi lắm. Úi trời, vừa nói xong. Ê, sao con nhảy nhiều thế? Có thể đừng nhảy được, thấy được không? Sau 15 phút, nhiệt độ mặt trước của iPhone 14 Pro Max màu mắm tôm là 45,3. Mặt sau nó sẽ lên 47, mặt sau lên 48 độ. Ủa rồi, nóng quá. Mình đã chơi tổng cộng gần 40 phút rồi. Okay, mình sẽ để cho máy mát tí rồi mình gắn sò vào chơi max setting luôn nhá. Mắc được cái gì mình cho mắc hết luôn. Ok, thế là điện thoại iPhone 14 Pro Max màu mắm tôm đây đã mát rồi, mình sẽ lắp luôn con sò. Ui, đau thật quá anh em ơi. Nó mà rơi một phát thôi thì. Chỗ này là 39 phút rồi, mình sẽ trở lại và bắt đầu nhá. Ok. Ui giời ơi, chết luôn rồi.
khi nắp con sò này vào nó kêu khá là ổn, và cái công suất cao nhất của nó lên đến 33W cơ. Đó, mình chỉ cần lắp sò một tí thôi, độ sáng đã đẩy lên lại được 90% rồi. Bây giờ thì mình sẽ vào để cực cao luôn, 120fps và hiệu ứng làm mờ chuyển động là rất cao. Max setting luôn nha. Tuy là con này không lên được 120 đâu, nhưng mà để này thì mình thấy vuốt mượt hơn. Để xem là gắn con sò này vào thì nó có cân được với chiếc iPhone 14 Pro Max không? Có bị giảm độ sáng màn hình không? iPhone khi mà có sò thì nó hơi bị khỏe đấy. Mình vẫn thấy khực khượng anh em ạ. Anh em có thấy không? Không thì nó cứ giật giật giật. Đây. Đóng băng luôn. Định đập phát nữa đúng không? Đập được. Mình vẫn thấy cái độ nó khựng anh em ạ. Tuy máy mát rồi thì nhưng mà vẫn có khựng nhá. Nó sẽ không được mượt mà hoàn toàn đâu. Đây là ví dụ như cái lúc này này. Chơi khoảng 5 phút rồi nhưng mà máy mát rượi luôn. Ui cái phần khung trên này thì mát rượi luôn anh em ạ. Đó, mình nói có sai đâu mà. Nó vẫn bị khựng khựng anh em ơi. Có lẽ là cái bản cập nhật này nó bị làm sao ấy. Có vấn đề ở cái bản cập nhật. Máy rất là mát, lúc mượt, lúc khựng. Nếu mà nói về độ ổn định ấy, thì lại thua những cái con Android bây giờ. Mình nghĩ là lại cũng phải cần thời gian nữa thôi anh em ơi. Nếu mà để so FPS thì mình chắc chắn là bây giờ đã thua mấy con Z Magic 7S rồi. Kể cả thua mấy con ví dụ như là Lenovo Legion i70 ấy. Cái độ ổn định ấy anh em. Khi mà mình chơi liên quân cũng như thế thì đương nhiên là sang game Genshin chứng tỏ là nó cũng bị ảnh hưởng. Ui dồi, cái mặt sau nó mát lạnh luôn anh em ạ, sờ sướng lắm. Kể cả anh em mua gaming phone về lắp quạt ấy, nó cũng không thể nào mà sướng bằng mấy cái con iPhone được đâu. Khi mà lắp quạt vào cái mặt lưng này, thế lại cái khung ở trên này này, nó mát rượi luôn. Có vẻ chỉ cần xử lý một chút thôi. Liên quân thì cũng làm gì có nặng đâu, chỉ cần xử lý một chút thôi là đã bị lag rồi. Đó, ui dồi, khựng chưa? Ui dồi ôi, đấy, anh em thấy không? Không muốn nói điều nhá. Được cái là chúng ta vẫn không bị lốc độ sáng không bị giảm tí nào luôn. Chứng tỏ là có chơi gì nữa thì độ sáng nó cũng không bị giảm đâu anh em ơi. Hoặc là mình sẽ phải chờ cho khi nào mà con này nó bung hiệu năng hoàn toàn để xem nó nóng đến mức độ nào thì mình mới biết được là nó có bị giảm độ sáng khi mà chơi game không, và nó bị lắc khi mà gắn sò không. Chứ tầm này nó lại cũng tuy là mượt đẹp, ví dụ lúc này mượt thôi rồi nhưng mà đấy, vừa xong vào đánh quái mấy tí là lại bị lag luôn. Đây anh em có thể thấy nhiệt độ mặt trước nó chỉ rơi vào 35, khung viền bên cạnh phải sẽ là nóng nhất gần vị trí của main mà 27 độ, còn cái phần nóng nhất của mặt sau chỉ là 37. Không, đây không gọi là nóng nhất nữa, đây là ấm thôi, chỉ giống như là đi chơi nắng tí. Và dung lượng pin lúc này của máy còn 24%. Sau khi mà mình đã test game trên chiếc điện thoại iPhone 14 Pro Max này thì mình thấy hiệu năng của nó vẫn đang gặp một cái vấn đề gì đấy anh em ạ. Nhiệt độ cũng rất là cao, tuy nhiên khi mà gắn sò thì hiệu quả rất là tốt luôn. Khi mà nhiệt độ cả con máy gần như là giảm cả con máy luôn, không như những cái con máy Android luôn. Để mà nói thì mình vẫn đang chê hiệu năng của chiếc iPhone 14 Pro Max anh em nhé. Anh em thấy sao? Đừng quên bình luận phía dưới video nhé. Đừng quên like cũng như đăng ký kênh để ủng hộ chúng mình phát triển. Những cái video mấy nghìn view cũng chỉ được có mấy subscribe thôi. Anh em dành một chút thời gian để đăng ký kênh giúp mình nhé. Cảm ơn anh em rất nhiều. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại. Bye bye!